bạn thân mến, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam là tổ chức sự nghiệp thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, nằm tọa lạc trên đường Nguyễn Văn Huyên, trực thuộc quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Bảo tàng gồm có 3 khu vực chính: khu trưng bày trong tòa trống đồng, khu trưng bày ngoài trời và khu trưng bày Đông Nam Á. Hiện nay, bảo tàng đã và đang thu hút được rất nhiều du khách cả trong và ngoài nước. Trong chương trình hôm nay, xin mời quý vị và các bạn đến tham quan bảo tàng, nơi được xem như một Việt Nam thu nhỏ giữa lòng Hà Nội. Bảo tàng có chức năng nghiên cứu khoa học, sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, phục chế hiện vật và tư liệu về các dân tộc. Tổ chức trưng bày, trình diễn và hình thức hoạt động khác nhằm giới thiệu, phổ biến và giáo dục về các giá trị lịch sử, văn hóa của các dân tộc trong và ngoài nước, cung cấp tư liệu nghiên cứu về các dân tộc cho các ngành, đào tạo cán bộ nghiên cứu, nghiệp vụ, quản lý về nhân học bảo tàng. Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam được hình thành theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ ngày 24 tháng 10 năm 1995. Bảo tàng được xây dựng trong vòng 2 năm và khánh thành ngày 12 tháng 11 năm 1997. Bảo tàng được thiết kế bởi kiến trúc sư Hà Đức Lĩnh, phần nội thất do bà kiến trúc sư người Pháp thiết kế. Đây là một trong những bảo tàng có hệ thống sưu tập hiện vật phong phú, tầm cỡ khu vực và quốc tế. Trong những năm qua, bảo tàng đã có nhiều hoạt động sưu tầm hiện vật và phổ biến các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của các dân tộc Việt Nam thông qua các cuộc trưng bày không chỉ tại bảo tàng mà còn tham gia các hoạt động trưng bày chuyên đề và trình diễn tại nhiều quốc gia như Mỹ, Canada, Bỉ, Áo, v.v. Phần trưng bày trong nhà chiếm trọn tòa nhà tầng 2 có dáng mô phỏng hình trống đồng, một biểu tượng chung của nền văn minh Việt Nam cũng như nhiều nước khác trong khu vực. Hiện vật của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam không chỉ là những cổ vật đắt tiền mà chủ yếu bao gồm nhiều thứ rất bình thường trong đời sống hàng ngày của người dân như con sao, cái gùi, chiếc hố, ống sáo, cái tẩu, v.v. Chúng đã phản ánh mọi khía cạnh văn hóa vật thể và phi vật thể của cộng đồng cư dân, thể hiện tiêu biểu trong mọi mặt cuộc sống và mọi sáng tạo văn hóa của họ. Bảo tàng có 54 bộ sưu tập về từng dân tộc như về người Thái, người Hơ Mông, người Gia Rai, v.v. Phân chia theo công dụng, có các sưu tập về y phục, có các đồ trang sức, về nông cụ, về ngư cụ, lại có tập hợp riêng về các hiện vật tôn giáo, tín ngưỡng, cưới xin, ma chay hay nhiều hoạt động tinh thần xã hội khác.
trưng bày Đông Nam Á được xây dựng năm 2008 và khánh thành vào ngày 30 tháng 11 năm 2013. Sau 6 năm xây dựng với diện tích khoảng 500 ha, đây là nơi giúp khách tham quan hiểu rõ hơn về các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á thông qua các hiện vật trưng bày. Tháng 12 năm 2014, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam khai trương phòng trưng bày về tranh kính của Indonesia. Ngày 24 tháng 10 năm 2015, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam khai trương hai phòng trưng bày thường xuyên về một thoáng châu Á và vòng quanh thế giới ở tầng 2 tòa nhà Đông Nam Á. Với việc khai trương những trưng bày mới này, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam tiếp tục thu hút khách tham quan mong muốn tìm hiểu về các nền văn minh trong khu vực và trên thế giới. Thưa quý vị, có lẽ khu trưng bày thu hút được đông khách du lịch nhất là khu trưng bày ngoài trời với hơn 10 công trình kiến trúc dân gian như nhà Rông Ba Na, nhà dài Ede, nhà mồ Cơ Tu, nhà mồ Gia Rai. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tham quan về các công trình kiến trúc này và tìm hiểu tại sao khu vực này lại thu hút được đông khách du lịch đến vậy. Nhà dài Ede thuộc loại hình nhà sàn thấp, thường dài từ 15 đến 100 mét. Tùy theo gia đình nhiều hay ít người, nhà dài ED có những đặc trưng riêng không giống như nhà của các cư dân khác ở Tây Nguyên. Với bộ khung kết cấu đơn giản, hình thức cầu thang cột sàn, nửa trước cửa chính là nơi tiếp khách sinh hoạt chung của cả nhà dài, nửa còn lại là bếp đặt chỗ nấu ăn chung và là chỗ ở. Phần bên trái là hành lang để đi lại, mỗi đầu nhà có một sân sàn. Sân sàn ở cửa chính gọi là sân khách. Nhà càng khá giả thì sân khách càng rộng, càng khang trang. Viên của nhà bà Cố Hợi là đại diện cho khu nhà của người Việt, một gia đình khá giả hồi nửa đầu thế kỷ 20 ở xã Lập Thọ, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Nhà chính gồm 5 gian được xây dựng năm 1906 là nơi thờ tự và tiếp khách, đồng thời cũng dùng làm chỗ ở. 3 gian thờ tự là nơi thiêng liêng, tập trung nhiều mảng chạm khắc gỗ và 11 bức đại tự chữ Hán. Năm 1933, 5 gian giữa được làm nối tiếp vào đầu nhà dành cho việc dạy học và là chỗ ở của bà Cố Hợi. Năm 1937, ngôi nhà ngang được dựng thêm để làm chỗ ở cho gia đình một người chắt, bếp và phòng ăn dùng chung cho đại gia đình.
Tục xưa quy định nhà không được cao hơn đình. Thêm nữa, vùng Thanh Hóa hay có bão, vì thế nhà ở thường rất thấp. Khi còn ở làng, ngôi nhà chính nhìn về hướng nam, nhưng khi dựng lại ở bảo tàng, do vị trí và địa thế nên hướng nhà đã phải thay đổi sang hướng khác. Sống cổ truyền của người Chăm, ngôi nhà sang tông này nhìn về hướng đông, hướng của trời và của thần thánh. Cửa ra vào tuy trông sang phía cửa của ngôi nhà liền kề, nhưng lại phải tránh đối diện nhau, bởi lẽ người Chăm liên tưởng tới sự đối diện này với sự đấu khẩu, tin rằng nó có thể tác động một cách huyền bí, khiến cho gia đình bị chia rẽ và bất ổn do những cuộc cãi vã với nhau. Ngôi nhà có tên Sang Tông là chỗ ở của người có chức sắc hoặc trên 50 tuổi. Họ được coi là đã thoát tục, cho nên được tôn trọng và đóng vai trò đứng đầu đại gia đình mẫu hệ. Phần lớn không gian trong nhà được ông chủ dùng làm chỗ ngủ, nghỉ ngơi và để tiếp khách. Kế bên là buồng của bà chủ với các vật dụng được bày trí theo tập tục, tương tự như ở trong buồng ngủ của các ngôi nhà khác. Nhà rông của người Ba Na là một kiểu nhà sàn đặc trưng. Đây là ngôi nhà của cộng đồng dùng để làm nơi tụ họp, trao đổi, thảo luận của dân làng trong những buôn làng trên cao nguyên. Nhà rông chỉ có ở trong những buôn làng của người dân tộc Ba Na, Gia Rai ở phía Bắc Tây Nguyên, đặc biệt là ở hai tỉnh Gia Rai và Kon Tum. Nhà rông được xây dựng chủ yếu bằng các vật liệu của núi rừng Tây Nguyên như cỏ chanh, tre, gỗ, v.v. và được xây dựng trên một khu đất rộng nằm trong khu vực trung tâm của làng. Nhà được dựng trên những cột cây to, thường làm 8 cột bằng cây đại thụ, mái nhọn lợp bằng lá cỏ chanh, phơi kỹ cho đến khi khô vàng. Nhà rông là nơi thực thi các luật tục, nơi tiếp khách, nơi diễn ra các sự kiện trọng đại của buôn làng, nơi già làng tập hợp dân làng để bàn luận những việc quan trọng của dân làng, của đất nước. Đây cũng là nơi tổ chức các lễ hội tâm linh cộng đồng, là nơi các thế hệ già làng truyền lại cho thế hệ trẻ những giá trị văn hóa truyền thống. Ngoài ra, nhà rông còn là nơi lưu giữ các hiện vật truyền thống như cổng chiêng, trống, vũ khí, đầu các con vật hiến sinh trong các ngày lễ. Thưa quý vị, mỗi một dân tộc có một nếp sống tập tục văn hóa riêng. Theo quan niệm của người Gia Rai, người chết cũng có cuộc sống như người dương gian. Vì vậy, tập hợp những tượng gỗ xung quanh nhà mồ là hình ảnh thể hiện những người đi theo hầu hạ người chết. Những tượng gỗ hết sức phong phú đa dạng đã phản ánh đầy đủ và chân thực về cuộc sống của người dân tộc Gia Rai. Những tượng gỗ đặt xung quanh khu nhà mồ này thể hiện sự sinh sôi nảy nở của một cuộc sống ở bên kia thế giới. Đó là hình ảnh những cặp nam nữ đang trong tư thế tín giao, hình người đàn bà trựa, hình hài nhi, tất cả kết hợp một sự âm dương để hình thành lên sự sống.
con người thuở nguyên sơ phô bày trong dáng khỏa thân, minh chứng sức mạnh truyền đời của loài người với những nét đẽo khô ráp nhưng được cường điệu những bộ phận người cần được phô trương, bởi thế gây ấn tượng rất mạnh, rất khác thường. Nhà được dựng theo kết cấu hai mái chính hình tam cân, hai mái nhỏ ở hai đầu hồi đều là hình tam giác cân. Vách được ghép kín bằng những thân gỗ dựng sát vào nhau. Thường thì nhà mồ có 8 cột gỗ tạo thành hai hàng cột dọc. Trên mái nhà mồ đều lợp tấm đan bằng nan tre với đầy hoa văn trang trí, những đường nét rất công phu, thường vẽ theo lối dân gian. Ngoài các hoa văn vẽ cùng mô típ hoa văn hình quả chám được tạo bởi kỹ thuật đan nam, tất cả tạo thành một bức tranh lớn đẹp và hấp dẫn. Nhà người Dao do ông Bàn Văn Sấm sinh năm 1946 cùng 7 người họ Dao khác ở thôn Khe Mụ, xã Sơn Hà, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai làm theo mẫu nhà của ông Sấm. Kiểu nhà có nền nửa sàn nửa đất này là một hình thức cư trú thích ứng với điều kiện sinh sống tại các sườn núi dốc. Cột nhà được làm bằng lõi gỗ thọ, loại cây không bị mối mọt nhưng kiêng không lấy những cây đổ bị dây leo quấn thân hoặc cây cụt ngọn. Có 12 cột đã trải qua 60 đến 70 năm sử dụng ở bản. Các cây đòn tay đều phải quay gốc về phía đầu nhà có cửa chính. Khi lợp, chính chủ nhà mới được phủ nóc, ông ta làm phép bằng cách vỗ 3 cái xuống mái nhà và hỏi những người đứng dưới đất đã tốt chưa? Mọi người trả lời tốt rồi. Người Dao họ có quan niệm làm như vậy mới có phúc. Khu nhà có một khoảng sân nhỏ dựng lộ thiên và liên thông với sàn nhà, đó là chỗ tắm giặt và phơi quần áo, cũng là chỗ phụ nữ ngâm chân làm phẩm nhuộm, làm chỗ nhuộm vải. Thank you.
Để phục vụ đầy đủ cho khách tham quan, tất cả các thông tin trong khu trưng bày, các bài viết cũng như các chú thích đều được thực hiện bằng 3 thứ tiếng: tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Pháp. Bảo tàng còn soạn thảo nhiều tờ gấp giới thiệu những nội dung chính bằng tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Đức, tiếng Nhật, v.v. phát miễn phí cho du khách. Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam vinh dự được nhà nước tặng thưởng huân chương lao động hạng 3 năm 2000, huân chương lao động hạng 2 năm 2006, chính phủ tặng bằng khen năm 2010, tặng cờ thi đua năm 2011 và năm 2013. Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tặng cờ thi đua bằng khen nhiều năm liền. Năm 2015, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng huân chương lao động hạng nhất, ghi nhận sự lao động bền bỉ, năng động, sáng tạo và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao của tập thể cán bộ nhân viên Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Bảo tàng Dân tộc học rất quan trọng và có ý nghĩa to lớn về nhiều phương diện trên quy mô quốc gia cũng như ở từng địa phương, bởi vì Việt Nam có tới 54 dân tộc. Đến tham quan bảo tàng, du khách sẽ tìm thấy một không gian yên tĩnh, thanh bình như một Việt Nam thu nhỏ giữa lòng Hà Nội. Và đến đây, chương trình xin được phép khép lại. Một lần nữa xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.